Xin chào mọi người nha. Tối cái chị em mình có thấy rõ cam không hả? Tại vì em soi mình thấy nó tối quá. Để em chỉnh cam lại xíu. Thì hôm nay sẽ có một cái dòng sản phẩm vừa cập bến công ty luôn. Cho nên sẵn đây thì em sẽ review cho chị em mình xem cái sản phẩm này luôn ha. Thì trên tay em là hiện tại đang có hai cái chai vitamin D. Kê lên cho nó cao. Chị em mình vào xem livestream giùm em nha, xem và chia sẻ giùm em nha, sẽ được mua với giá giảm cực kỳ sốc luôn. Tối thiệt. Cái chị em mình á, mà cái làn da của mình mà kiểu như là mình bị yếu cái làn da của mình, với lại một phần là da mình nó bị lão hóa sớm á, và mình thường xuyên mình làm việc ở ngoài cái môi trường mà da mình nó bị tiếp xúc với những cái khói bụi bên ngoài nhiều quá, thì á, mình vào mình xem like giùm em nha. Tại vì hai cái dòng sản phẩm này á, nó cùng là một thương hiệu Derma ha các chị ha. Đây là hai cái vỏ hộp bên ngoài của nó nha. Em lấy hai cái chai em để trước mặt cho chị em mình xem rồi. Đây là hai cái vỏ hộp bên ngoài của nó. Một chai này á, là một cái dạng tinh chất ha, nó là tinh chất essence. Và một cái là cream, nó là kem. Thì hai cái này á, đều có thể sử dụng sáng và tối luôn. Thì nếu như mà các chị em nào mà buổi sáng mình trước khi mình đi làm, mình ra khỏi nhà mà mình sử dụng kem chống nắng hoặc là mình make up á, thì mình sử dụng trước cái sản phẩm essence tinh chất này giùm em ha. Thì nó sẽ giúp cho cái làn da của mình bổ sung những cái tinh chất vitamin trong da của mình. Nó làm cho cái làn da của mình được săn chắc và được đàn hồi tốt hơn, và nó bảo vệ da của mình tránh khỏi những cái tác nhân bên ngoài, chẳng hạn như khói bụi môi trường chẳng hạn. Khi mà mình ra ngoài thì những cái tác nhân đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái làn da của mình hơi bị nhiều á, thì nó dễ gây cho lai da của mình bị bít lỗ chân lông chẳng hạn, và sau đó thì nó sẽ dễ bị lên mụn ha. Thì cái sản phẩm này nó vừa bổ sung vitamin D cho mình rồi, và nó còn giúp cho mình chống lại những cái tác nhân bên ngoài và chống luôn cái lão hóa da cho mình nữa, giúp cho da của mình chống oxy hóa cực kỳ hiệu quả ha. Thì cái này á, cái chai essence này nó là tinh chất, cho nên cái bên trong của nó sẽ là một cái dạng gel ha các chị em ha, dạng gel màu trắng luôn. Và mình có thể sử dụng nó trước khi các chị em mình make up nha. Tại vì thường thì khi mà các chị mình make up á, mà mình mới bôi cái vitamin này lên á, thì nó không có đều cái màu trên da ha, với lại nó cũng không có thấm vào da nữa, tại vì cái lớp make up đó nó đã bị tràn trắng áp lại cái vitamin D của mình rồi. Cho nên khi mà các chị em mình sử dụng cái sản phẩm này á, các chị em mình lưu ý giùm em là mình sẽ sử dụng trước khi make up ha các chị ha. Thì nó sẽ thấm, nó giúp cho cái da của mình á, nó giúp cho những cái dưỡng chất này nè thẩm thấu vào da nhanh hơn. Và sau khi mình cái này thấm vào da và nó khô ráo rồi á, thì mình bắt đầu mình sử dụng chống nắng và mình make up thoải mái, thì mình ra ngoài mình không phải sợ nữa. Nó giúp cho da mình được luôn luôn mềm mịn và săn chắc hơn ha. Em sẽ cho mọi người xem thử cái chất kem bên trong có như thế nào nha các chị. Tại vì cái sản phẩm này thường á, thì mình sẽ sử dụng trước trang điểm. Mà tại vì em đã trang điểm rồi, cho nên là em không có đưa lên nữa. Vẫn có thể đưa trên da mặt được, nhưng không sao nha. Tại vì này, mọi người nhìn kỹ giùm em nha. Cái tinh chất essence này á, thành phần chính của nó là vitamin D ha các chị ha. Thì nó màu trắng thế này, trắng trong luôn á, trắng trong suốt luôn á, và hoàn toàn không gây kích ứng cho da của mình luôn. Lúc nãy em đã có trang điểm rồi, cho nên là bây giờ em thử em đánh lên trên mặt của em luôn ha. Tại vì thường thì đánh trước khi trang điểm thì nó sẽ thấm trên chắc hơn. Còn tại vì mà mình mà kiểu như là mình đã trang điểm rồi á, mình đánh cái này vô thì nó sẽ không có thấm nhiều bằng cái lúc mà mình chưa đánh trang điểm ha. Chị em mình khi mà thoa tinh chất thì mình chỉ vỗ nhẹ cho nó thấm thôi nha, chứ mình không cần phải chét giống như là chét kem đâu. Thì đó, đây là một cái vitamin D, chứa thành phần vitamin D và giúp cho mình chống lại cái oxy hóa bên ngoài và những cái hiện tượng bụi bẩn bên ngoài luôn. Giá sản phẩm này thì chỉ có 280.000 đồng thôi. Nhưng nếu mà các bạn nào, các chị em nào á, mà mình muốn mua hàng mà mua với giá sale á, thì mình nhanh tay mình vào website của Comon.vn thì mình sẽ được mua với giá sản phẩm chỉ có 200.000 thôi nha. Sản phẩm này là mới cập nhật từ Hàn Quốc về luôn á các chị em.
Nó thường thì những cái thương hiệu này á, nó sẽ ra cho các chị em là những cái sản phẩm mà dạng hộp á, chứ nó không có ra tiếp đâu. Cái này là hai cái tiếp đầu tiên mà nó mới sản xuất luôn, là công ty em lấy hàng về luôn á. Chứ nếu như mà chị em nào mà mình chưa biết về cái sản phẩm này á, thì mình có thể lên trên Google hoặc là YouTube á, mình search cái tên thương hiệu ra ha. Mọi người cứ search cái tên là thương hiệu Derma Elravi và Vithe D. Tên tiếng Hàn khó đọc quá. Bài đăng này em cũng có đăng ở trên fanpage Cocomon luôn, cho nên nếu như mà các bạn nào mà mình không ghi được cái này á, thì mình có thể vào cái fanpage Cocomon của em á, mình copy cái tên của nó thôi và mình có thể search ở trên cái Google hoặc là YouTube á, thì nó sẽ ra được những cái sản phẩm này ha. Nhưng mà hai cái sản phẩm này là hai sản phẩm mới nhất mà mới bắt đầu thiết kế ra luôn, kiểu dáng nó cũng lạ hơn với những cái sản phẩm trước nữa, cho nên là nó sẽ không ra sản phẩm này, nhưng mà nó sẽ ra một cái sản phẩm tương tự thế này nhưng mà dạng hộp ha các chị ha. Cái này là hai cái tiếp tiện gọn tiện lợi nhất, tại vì bình thường thì mình sử dụng cái hộp dạng như giống dạng hộp thuốc vậy đó các chị, nó hơi to á, và nó là dạng viên cũng có, dạng kem cũng có, trên khá là nhiều. Còn hai cái này là một cái là tinh chất mà dạng như là gel mà gel dạng trong luôn ha, còn một cái này là sản phẩm cream, nó là kem kem và màu bên trong của nó là màu trắng đục, hoa dạng cô đặc nhưng mà trắng đục ha. Và dung tích của mỗi sản phẩm đều là 50ml hết. Và thường á, thì những cái tinh chất này các chị em mình á, mỗi lần mình sử dụng mình chỉ lấy một lượng vừa đủ thôi, mình không có lấy quá nhiều, mình lấy nhiều quá thì nó cũng sẽ hao ha. Và sản phẩm này giá chỉ có 280.000 là khá rẻ so với những cái tinh chất của thương hiệu khác rồi nha. Mà nếu mà mua vào website cocomon.vn á, sẽ một còn rẻ hơn, khoảng tầm có 200.000 thôi nha các chị. Còn cái sản phẩm cream này á, thì cũng là cùng một cái thương hiệu Derma luôn, thì nó là một cái dạng cream và mình sử dụng cho ban đêm hoặc ban ngày gì cũng được, tại vì cái chất kem bên trong của nó rất là mỏng và rất là mềm, và nó sử dụng cho mình cái làn da mình khi mà cảm giác mà vừa thoa lên da á, nó sẽ rất là mát ha, mát lạnh giống như là mình đang có nước trên da vậy đó. Nó sẽ giúp cho cái làn da mình được cung cấp và dưỡng ẩm nè, với lại một phần nó sẽ giúp cho cái làn da mình giữ nước ở trên da lâu hơn, da mình không có bị khô luôn, nó không có bị khô hoặc là những cái bụi bẩn bên ngoài nó cũng sẽ không có bị ảnh hưởng tới cái làn da của mình, nó giống như một cái lớp bảo vệ cái làn da của mình vậy đó. Tại vì nhiều khi mà các chị mình nhìn cái này là mình sẽ nghĩ nó là kem chống nắng ha, tại vì nó có những cái mặt trời và những cái thế này thì mình nghĩ là nó một cái sản phẩm chống nắng thôi, nhưng mà cái sản phẩm này nó có khả năng có thể chống được những cái tia tử ngoại vừa đủ cho mình sử dụng. Nhưng mà trước khi mà mình đánh kem chống nắng thì mình có thể sử dụng cái sản phẩm này, một trong hai cái sản phẩm này mọi người có thể sử dụng đều được, một cái là tinh chất còn một cái là dạng kem ha. Cho nên mình sử dụng ban ngày hay ban đêm gì cũng được, mà mình sử dụng trước khi trang điểm thì nó mang lại hiệu quả cao hơn. Tại vì khi mà các chị em mình trang điểm á, mà mình trang điểm xong mình lại đánh cái này lên á, thì cái tinh chất nó thấm vào là khá là lâu, tại vì nó qua một cái lớp make up của mình nữa ha. Cho nên là mình nên đánh nó trước khi mình trang điểm thì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn nha các chị. Và giá sản phẩm này là mắc hơn, cái này là dạng kem cô đặc, dạng thế này là 350.000 đồng. Và nếu như mà các chị em mình cũng mua ở trực tiếp trong website của cocomon.vn á, tại vì công ty em là chuyên về bán hàng trực tiếp trong website ha, cho nên nếu mà các chị nào mình đang xem livestream và mình muốn mua sản phẩm này á, thì mình hãy vào website của cocomon.vn ha, mình đăng ký làm thành viên công ty của em thì sẽ được sale với sản phẩm này là thẳng tay luôn 280.000 đồng thôi, là sản phẩm này sẽ sale được 70.000 ha các chị, còn sản phẩm này mà nó sẽ sale được là 80.000 đồng, là còn hơn cái số bình thường mà em like mà em hay sale là từ 10-20% đó, thì hai cái số tiền này nó sẽ còn cao hơn cái phần trăm đó, nó cũng tầm 30-35% ha các chị ha. Mọi người lưu ý giùm em nha, khi mua hàng mà muốn giảm giá nhiều bất cứ sản phẩm nào ở công ty của em luôn, thì nếu như chị em mình vào website mình mua hàng ở trong website của cocomon.vn á, thì mình sẽ được tặng quà là một nè, hoặc là mình có thể được giảm giá tùy vào sản phẩm ha. Cho nên nếu như mà các chị nào mình thích sản phẩm á, mình có thể inbox trực tiếp vào fanpage cho em nè, em sẽ bắt đầu em nói về những sản phẩm đó cho mình chẳng hạn, hoặc là mình có thể hỏi về cái thành phần hoặc là cái giá cả của nó có giảm hay không, và em sẽ hướng dẫn các chị em mình mua sản phẩm để mà có một cái giá tốt nhất và một cái sản phẩm phù hợp cho cái làn da mình nhất để mình sử dụng ha các chị ha. Và đồng thời nữa, hiện tại bên công ty của em là đang có tuyển tư vấn viên và cộng tác viên á, cho nên là tất cả các chị nào hoặc các bạn sinh viên học sinh nào á, mà mình có nhu cầu mình muốn kiếm tiền bằng online hoặc là mình đam mê kinh doanh nhưng mà mình không có vốn đầu tư, thì mình có thể nhanh tay liên hệ trực tiếp vào fanpage của Cocomon cho em nha, tại vì công ty của em đang tuyển cái số lượng mà tư vấn viên và cộng tác viên PM á khá là nhiều mà không phân biệt tuổi tác luôn, cho nên là mình đừng có bận tâm về cái tuổi tác hoặc là mình không biết gì về da hoặc là mình không biết gì về sản phẩm.
thì mình vẫn có thể đăng ký làm tư vấn viên bên công ty của em nhé. Tại vì khi mà các chị và các bạn mình làm tư vấn viên công ty của em thì các chị sẽ được training về những cái lớp mà về da chẳng hạn, về sản phẩm mà bên công ty em bán. Tức là công ty mình bán sản phẩm nào thì mình sẽ được training cái sản phẩm đó ha. Mình sẽ biết về công dụng và thành phần hoặc là giá tiền của nó, để khi mà mình bán á thì mình sẽ nói với khách hàng của mình thì nó sẽ trôi chảy hơn, thì là người ta sẽ dễ dàng mua hàng hơn ha. Và không phân biệt tuổi tác, các chị lưu ý giùm em nha. Các chị nào ở nhà mà mình kiểu như là mình ở nhà mình không làm gì mà mình nội trợ, mình chán cái ở nhà quá thì mình muốn tới công ty hoặc là mình muốn bán hàng hay là sao đó thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp vào cho em. Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là nhà, các chị em mình là đam mê kinh doanh bán hàng và muốn kiếm được thu nhập thôi. Sẽ có những cái chiết khấu phần trăm cực kỳ ưu đãi cho các bạn tư vấn viên luôn. Tại vì làm tư vấn viên á hoặc là các bạn luôn luôn là có những cái ưu đãi rất là nhiều. Em sẽ nói sơ sơ qua nếu như các bạn là mình đang xem livestream ha, hoặc là mình không có nhu cầu nhưng mà mình biết bạn bè của mình mà ai có muốn kinh doanh á thì mình cũng liên hệ hoặc là hướng dẫn chỉ qua cho em nhé. Em sẽ tư vấn và em sẽ gọi điện em nói rõ hơn về cái phần những cái khoản đó, là mình sẽ được chiết khấu phần trăm cao là một, và sẽ được tặng thêm quà nếu như các bạn bán được sản phẩm tại công ty của em ha. Và sau khi mà được quà rồi, nếu như mà bên công ty của em có đưa ra cái chỉ tiêu mà để cho những cái BM tư vấn viên bán được á, chẳng hạn như công ty em sẽ đưa ra chỉ tiêu là 5 triệu đến 10 triệu, thì khi mà các BM của mình á, bán được cái sản phẩm mà trị giá 5 triệu đó hoặc là hai sản phẩm trị giá 5 triệu đó thì các bạn sẽ được tặng một cái phần quà ưu đãi hơn, tức là cái phần quà đó giá trị cao hơn những phần quà bình thường mình nhận ha các chị ha. Tại bình thường khi mà mình bán được á, thì mình đã được chiết khấu rồi, là sẽ có những cái quà tặng nhỏ nhỏ cho mình rồi. Nhưng mà khi mình bán được những cái phần trăm mà lớn hơn á, thì mình sẽ được một cái phần quà khủng hơn như vậy nữa ha các chị. Và đồng thời được training những cái lớp về da, về mỹ phẩm, để mình am hiểu thêm về những cái da mỹ phẩm. Thì sau khi mà mình làm ở đây á, mình muốn tư vấn da hoặc là tư vấn mỹ phẩm cho người ta thì mình cũng sẽ biết được ha. Và đồng thời nữa là mình cũng sẽ biết được là da của mình ở tình trạng nào và chăm sóc thế nào là tốt nhất để cho một cái làn da đẹp nữa ha các chị. Và nếu như các chị em mình á không cần, khi mà làm tư vấn viên cộng tác viên bên công ty của em á thì mọi người không cần phải đến công ty thường xuyên, tại vì á, các chị em mình có thể là làm việc tại nhà nè, là online, hoặc là các bạn có thể đi uống cà phê bạn bè gì đó mình giới thiệu sản phẩm thôi, chứ không cần phải tới công ty. Nếu mà tới công ty thì trừ khi nào mà chúng ta mà mình training về cái lớp mỹ phẩm mới á thì các bạn tới để mình biết thêm thôi. Còn nếu là chị nào mà bận quá thì có thể liên hệ qua cho em, thì em sẽ gửi những cái bài mà cần biết sơ về sản phẩm cho các chị em mình đọc để mình có thể dễ dàng bán hàng hơn ha. Và mọi người lưu ý giùm em nha, lần đầu tiên khi mà các chị mình làm BM bên em là các chị sẽ được tặng một thỏi son Ecole trị giá 200.000 đồng. Và đây là cái thỏi son mà em sẽ được tặng với các chị em nào mà mình nhanh tay mình làm BM bên công ty của em nha, là mình sẽ nhận một cái son liền tay luôn, và son màu rất là đẹp và giá trị là 200.000 đồng. Và các chị cũng biết là không áp đặt doanh số cho chúng ta, tại vì các chị là không phải là nhân viên công ty ấy, cho nên là mình là cộng tác viên thôi, cho nên là bên công ty em cũng không áp đặt doanh số cho mình, cho nên các chị đừng có căng thẳng về cái vấn đề mà kiểu như là mình sợ bị áp đặt doanh số mình không bán được ha. Mà đừng có lo lắng cái chuyện đó nha, vì vốn vĩ là sẽ không áp đặt doanh số cho mình đâu, cho nên là mình cứ yên tâm ha. Nhớ liên hệ trực tiếp vào fanpage của Kumon giùm em, là cái trang mà em đang livestream á, hoặc là các chị có thể gọi trực tiếp vào số hotline của em luôn, thì em hay đăng bài là em có luôn cái số hotline ở trong cái bài đăng của em á. Cho nên nếu mà các chị nào mà mình liên hệ mà nhắn tin lâu quá hoặc là mình không có thời gian vào Facebook á thì mình có thể gọi trực tiếp vào cho em ha. Thỏi son màu lên rất là chuẩn luôn, lần đầu tiên là đã được một tặng một thỏi son rồi, chưa hề những lần sau là mình còn được tặng nhiều quà hơn như vậy nữa. Và chưa kể khi mà công ty hoặc đại lý nhà phân phối á mà mình có mở những cái sự kiện event á thì các chị em của mình á đều được tham gia những cái sự kiện đó ha, để mình có thể trao dồi nhiều hơn về những cái kiến thức mỹ phẩm và gặp được những cái người mà kiểu như là ca sĩ nổi tiếng chẳng hạn. Thì thường thì những cái chương trình đó đa phần là có sẽ mời những người ca sĩ nổi tiếng và những cái khách mà VIP này kia, khi mà chúng ta có thể giao lưu được á thì mình bán hàng nó cũng sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn ha các chị ha. Thì xong cái thành phần, xong cái sản phẩm đó rồi, thì nếu như chị em nào mà mình ưng cái sản phẩm mà vitamin D này nè thì mình nhanh tay mình inbox điện cho em nha. Giá chỉ có 280 và 350 thôi. Sản phẩm đều sale 70 đến 80 nghìn đồng, là tương đương với gần 30% ha. Cho nên bình thường chỉ sale có 20% thôi, nhưng mà bây giờ mua vào website của Kumon là sẽ được sale tặng 30% luôn.
cho nên mình nhanh tay mình vào mình mua hàng ha, để giúp cho cái làn da của mình nó được săn sắc và nó được tốt hơn, nó giúp cho cái làn da của mình được mềm mịn hơn nha các chị, đồng thời là sẽ chống được những cái bụi bẩn và những cái tác nhân gây hoặc gây hại cho da ở ngoài á, môi trường bên ngoài, chẳng hạn như các chị mình đi làm quá nhiều ngoài đường, mình không ngồi văn phòng á mà mình đi tới đi lui nhiều, thì mình sử dụng cái vitamin này nó sẽ bảo vệ cái làn da của mình, giúp cho cái làn da của mình luôn luôn được mềm mịn và không có bị khăn khô ha. Thì giờ này chắc cái chị em mình cũng nghỉ trưa rồi mà mình đang ăn trưa. Cái chị là mình vào mình xem like, mình nhớ mình chia sẻ giùm em nha. Còn không á, thì mình có thể inbox trực tiếp vào fanpage cho em luôn, để có thể mình mua được cái sản phẩm tốt và giá cực kỳ ưu đãi, cực kỳ rẻ luôn ha. Ở ngoài thị trường á, không có sản phẩm nào mà giá có thể nào mà nói là rẻ như công ty của em đâu. Và bất cứ hàng nào bên công ty của em cũng vậy ha, bán là luôn luôn đúng giá. Với lại là phần là các bạn khi mà các bạn sử dụng hàng á, mà các bạn có phát hiện hàng giả hoặc là hàng mình có bị lỗi gì đó trong sản phẩm thành phần á, thì mình có thể đem tới tại công ty của em để mình có thể cho em xem, để em biết em có thể đổi hàng cho mình dễ dàng hơn ha. Sản phẩm này giá 280, sale thẳng trong website cocomon.vn 200 nha mọi người. Và sản phẩm này sẽ là 350.000, sale trong website chỉ còn 280.000 đồng thôi. Giá rẻ cực kỳ ưu đãi luôn. Thì bây giờ em xin out cái livestream này ở đây ha. Cái gì chiều nay em sẽ gặp lại các chị em mình sau. Nhớ lưu ý nha, mua hàng trên website sẽ được giảm từ 20% đến 30% hai cái sản phẩm này luôn. Xài cực kỳ hiệu quả, cho nên các chị em mình cứ yên tâm đi. Địa chỉ công ty của em là 187 Tôn Nhật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7. Cho nên nếu mà bạn nào muốn mua hàng mà để test sản phẩm luôn thì mình có thể nhanh tay đến ngay cái địa chỉ này của em. Hoặc là mình có thể khi mà mình mua hàng á, mà các bạn làm tư vấn viên, các bạn muốn làm lấy sản phẩm hoặc là muốn thử sản phẩm để bán hàng cho nó dễ, thì mình cũng tới luôn cái địa chỉ này ha. Thì mình có thể thử hàng thoải mái vô tư. Và tư vấn viên bên công ty của em là không phân biệt tuổi tác và không phân biệt là các bạn ở xa hay gần. Cho nên các bạn cứ yên tâm ha. Rồi bây giờ em xin chào, em chúc mọi người ăn uống và nghỉ trưa ngon miệng nha.